Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Hoa Kỳ Ngày Nay. Hôm nay kênh Hoa Kỳ Ngày Nay quay trở lại và muốn chia sẻ đến các bạn một bức thư của một ông bố gửi con gái mình vào năm 30 tuổi. Với một lời nhắn nhủ, đàn ông một khi đã không yêu, mọi lý do đưa ra đều chỉ là viện cớ. Con gái à, con phải nhớ nếu một người đàn ông không yêu con, mọi lý do người ấy đưa ra chỉ là mượn cớ. Và tất cả đánh giá từ những kẻ không yêu thương con đấy chẳng có nghĩa lý gì đâu. Con gái à, mai là sinh nhật 30 tuổi của con rồi. Năm nay, bố chuẩn bị cho con một món quà đặc biệt. Bố vẫn luôn nghĩ con gái của bố còn là một cô nhóc tinh nghịch, lanh lợi. Vậy mà chớp mắt một cái, con gái bố đã trở thành một người phụ nữ. Chứng kiến con trưởng thành, bố có rất nhiều điều muốn nói với con. Thế là bố viết lá thư này. Với tư cách là một người từng trải hơn, bố muốn kể cho con nghe về cuộc đời cùng với những sự thật con cần lưu tâm. Con gái à, tiêu chuẩn của đẹp không phải gầy, thế nên con đừng mù quáng ép mình phải như thế. Đợt trước bố có đọc báo, thấy một bài viết về việc các thiếu nữ bây giờ bị thuốc giảm cân hủy hoại sức khỏe như thế nào. Đọc mà bố thấy lạnh hết cả người. Có nhiều cô chỉ vì muốn gầy nhanh nên mặc kệ cả tác dụng phụ của thuốc, cứ nốc một đống vào người khiến thân thể tổn hao nghiêm trọng. Phóng viên hỏi một cô: sao bạn lại muốn giảm béo cấp tốc như vậy? Nhìn bạn cũng không gọi là thừa cân mà. Cô gái ấy rụt rè nói: không, tôi không thể béo được. Chồng tôi vì chê tôi nên mới ngoại tình. Con gái à, con phải nhớ, nếu một người đàn ông không yêu con, mọi lý do người ấy đưa ra đều chỉ là mượn cớ. Và tất cả đánh giá từ những kẻ không yêu thương con đấy chẳng có nghĩa lý gì đâu. Năm đó, mẹ con mang bầu con, tăng một lúc mười mấy cân. Mẹ con cũng suốt ngày hỏi bố: có phải giờ trông em xấu lắm không? Không đẹp như xưa nữa. Lần nào bố cũng khẳng định và chắc nịch với mẹ con rằng: ngày xưa em đẹp, giờ em vẫn đẹp. Thú thật thì thỉnh thoảng bố cũng nhớ tới mẹ con của ngày xưa, dáng người thon thả, duyên dáng, tươi trẻ. Nhưng bố còn yêu mẹ con của hiện tại hơn nhiều. Mẹ con bây giờ chững chạc, trầm ổn, là một thiếu nữ trở thành một người phụ nữ, thành một người mẹ, quan tâm, chăm sóc con cái, sắp xếp mọi chuyện trong nhà ngăn nắp, gọn gàng, để bố có thể yên tâm công tác. Mỗi lần ôm mẹ con, bố đều cảm thấy hạnh phúc và bình yên từ tận đáy lòng. Thế nên, dù con đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, cũng đừng vì đánh giá của người khác mà mù quáng cố thay đổi mình, ép mình phải gầy, ép mình phải thế này thế kia, vì muốn hợp nhãn một số người mà không ngừng thay đổi bản thân, căn bản là không đáng. Một người con gái đẹp phải là một người tự tin, lạc quan, khỏe khoắn và vui vẻ. Và người thực sự yêu con nhất định sẽ hiểu được vẻ đẹp ấy của con. Con gái à, đừng vội lấy chồng. Hôm qua, bố mẹ đi ăn đầy tháng thằng cu cháu ngoại nhà bác. Thằng nhỏ vía trông đáng yêu, giống bố, mập mập không khóc nhè, ngoan lắm. Bố nhìn bác con hớn hở ôm cháu, tự nhiên cũng muốn nói với con đôi điều. Nhưng mà con đừng lo, không phải bố giục con lấy chồng đâu, cũng chẳng phải vì bố muốn bế cháu. Bố chỉ muốn thương lượng với con, liệu con có thể lấy chồng sinh con muộn một chút không? Bố lo con gái bố còn chưa kết hôn, nên không hiểu việc yêu nhanh cưới vội đáng sợ như thế nào. Bố từng gặp rất nhiều trường hợp vì đến tuổi nên bị ép phải lấy vợ lấy chồng. Thế rồi về chung sống không hợp, suốt ngày đánh cãi, chửi nhau, đến cuối cùng chỉ vì con mà cố gắng duy trì.
chứ chẳng còn gì gọi là hạnh phúc gia đình. Thế nên, nếu chỉ vì đến tuổi mà vội vàng kết hôn, thứ con có được chưa chắc đã là hôn nhân viên mãn. Ngược lại, con còn mất đi cuộc sống vốn đang vui vẻ, thoải mái của mình. Bởi vậy, thay vì gấp gáp kết hôn, bố hy vọng con gái bố sẽ có được một tương lai hạnh phúc. Bởi vậy, hôm nay trong bữa tối, lúc con nói: "Bố mẹ ơi, chắc mấy năm nữa con cũng chưa lấy chồng đâu." Thực tình, bố thấy rất mừng. Bố mẹ đã không dục dã con, vậy thì con càng không cần quan tâm thiên hạ nói gì. Dù trở thành gái ế trong miệng người khác, thì con cũng phải là một gái ế tự tin, độc lập. Đừng tạm bợ vì đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là con. Cuộc đời của con, hôn nhân cũng của con. Dù con 30 hay 40, con cũng phải nhớ, không có cái gọi là độ tuổi kết hôn. Chỉ có tình yêu nên tiến tới chuyện kết hôn mà thôi. Bố mẹ cũng luôn ủng hộ con, chờ con gặp được đúng người. Con gái à, đừng lo bị người khác dán cho cái mác này kia. Xem lại album ảnh của con từ bé đến lớn, bố cũng nhớ thấy một lần, hồi con mới tốt nghiệp ra trường, con về nhà hỏi bố: "Bố ơi, ngày nào bố cũng mệt mỏi, 8 giờ đi làm, 5 giờ về tất bật như vậy, rốt cuộc vì điều gì?" Khi đó, bố cười ha ha, vỗ vai trêu con: "Vừa mới đi làm có mấy ngày mà đã bắt đầu suy nghĩ cao xa thế hả con?" Hiện tại, bố muốn thảo luận thêm với con về vấn đề này. Thực tế, con người ta sống có rất nhiều việc cần làm. Ví dụ như, vì tình yêu, vì tình thân, vì trách nhiệm trên vai. Nhưng có một thứ quan trọng nhất, đó chính là vì mình. Ngày xưa, bố có một ông bạn rất thích vẽ tranh, mà vẽ cũng đẹp. Nhưng lúc đó, rất nhiều người bao gồm cả bố mẹ chú ấy kiên quyết nói: "Làm họa sĩ nghèo lắm, nghề nghiệp không ổn định như thế, là thằng đàn ông thì đừng có làm." Thế là chú ấy từ bỏ, đi làm công nhân nhà máy, sau còn bị đuổi việc vì xưởng giảm biên chế. Bây giờ, mỗi lần mà nhắc lại chuyện cũ, chú ấy đều sẽ than mình vất vả cả đời, tiền bạc không kiếm được nhiều đã đành, đến cuộc sống cũng chẳng thoải mái. Tiếc nuối lớn nhất chính là ngày xưa không kiên trì với đam mê vẽ vời. Rất nhiều người sợ bị người khác gắn cho cái mác này, cái mác kia, lo lắng mình sống khác người khác, không dám đối diện với chính mình. Kết quả là, theo năm tháng, họ đánh mất bản thân, mãi mê chạy theo sóng đời, mà quên đi trái tim xưa cũ. Con gái à, con còn trẻ, còn rất nhiều thời gian nên hãy sống sao cho thật phóng khoáng. Đừng để đến lúc già đi rồi mới hối hận vì sao ngày xưa không kiên trì. Con gái à, người thực sự ưu tú sẽ không cô đơn. Bố chẳng quen nổi cách suy nghĩ của nhiều người trẻ như bọn con bây giờ. Chẳng hạn như thời đại khởi nghiệp, ai nấy đều đổ xô đi khởi nghiệp, trong khi đa số còn chẳng hiểu những rủi ro của việc đó. Rồi thấy người khác mua nhà, mua xe, là cảm thấy bản thân mình cũng cần mua, chẳng buồn cân nhắc nhu cầu cũng như điều kiện thực tế của mình ra sao. Thực ra, tất cả những người đó đều mắc chung một sai lầm: sợ mình lạc đàn. Nhưng mà con ơi, những người thực sự ưu tú vốn chẳng sợ phải là một mình giữa số đông. Họ cũng không bao giờ vì lời phán xét của ai đó mà nhượng bộ, để rồi phải sống không đúng với con người thật của mình. Một người thực sự ưu tú sẽ luôn giữ một cái đầu lạnh giữa vô vàn đánh giá của người khác, kiên định với suy nghĩ của bản thân và không bao giờ sợ cô đơn. Không phải họ sống ở rìa của thế giới mà đơn giản là họ đã
đang và sẽ luôn dũng cảm chấp nhận chính mình. Suy nghĩ vững vàng, không ngừng vun đắp cho bản thân dần dần tiến về mục tiêu phía trước đã đặt. Con gái à, núi cao sông dài trên đời này còn nhiều. Hy vọng con có đủ dũng khí, cũng có đủ năng lực vượt qua. Dù sao đi chăng nữa, hãy nhớ rằng có bố luôn ở đây ủng hộ con, cổ vũ con và sẵn sàng che chở con. Yêu và thương con nhiều. Đây là bức thư của người bố gửi con gái năm 30 tuổi mà kênh Hoa Kỳ ngày nay muốn chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích nghe những thông tin tương tự như vậy, mong các bạn nhấn nút đăng ký ủng hộ cho kênh Hoa Kỳ ngày nay. Mọi ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng để lại comment ở bên dưới. Cảm ơn các bạn.